Trong khi đó, thì một công ty Nhật Bản hỗ trợ cho 1.500 công nhân Việt Nam, mỗi người 11 triệu đồng. Kính thưa quý vị, theo báo Việt Nam, báo Lao động ngày 15 tháng 4, loan tin công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất toàn cầu Liêu Siêu Việt Nam đặt tại khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã quyết định hỗ trợ cho toàn bộ 1.500 người lao động của công ty với mức tiền mỗi người 11 triệu đồng để chống dịch coronavirus. Đặc biệt, đây chỉ là khoản hỗ trợ cấp thêm cho người lao động mà phía Liêu Siêu hỗ trợ. Người lao động vẫn được nhận lương, phụ cấp đầy đủ như bình thường. Khoản tiền 11 triệu đồng này, phía Liêu Siêu cũng trả cho một đợt với tiền lương tháng 4 năm 2020 cho người lao động. Công ty Liêu Siêu Việt Nam là công ty do người Nhật làm chủ. Đây là công ty chuyên sản xuất nhôm. Ông Mai Trần Thăng Quang, chủ tịch nghiệp đoàn cơ sở của công ty cho biết, nguyên nhân của việc hỗ trợ trên là do công ty muốn cảm ơn người lao động đã cố gắng đi làm trong thời gian dịch vừa qua. Và đây cũng là cách mà người Nhật giúp người lao động Việt Nam bảo vệ sức khỏe để có sức khỏe tốt, bảo vệ cá nhân. Hành động đẹp này của Liêu Siêu được người dân Việt Nam đánh giá là từ trước đến nay chưa từng xảy ra ở bất kỳ một công ty hay một tổ chức nào ở Việt Nam, bởi đây là một số tiền không nhỏ đối với nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt là người lao động, khi số tiền trên nhiều bằng 2 đến 3 tháng lương của công nhân Việt Nam. Kính thưa quý vị.